10 ghi trên này mà còn không đủ á. Em không biết nữa, em chỉ truy cập vào IT và TikTok để lướt giải trí thôi. Chỉ lướt mỗi IT và TikTok mà 10 ghi trên này cũng không đủ. Trời ơi, thế bây giờ chị cho em cái sim chỉ có 5 ghi trên ngày, em có dùng không? 10 ghi trên ngày em còn chả dùng được, huống chi là chỉ có 5 ghi trên ngày, chị đùa em. Không, không, không đùa đâu. 5 ghi trên ngày là sự thật nhá. Để tham khảo ngay em sim Big 50i này của nhà mạng Vinaphone. Mặc dù là mỗi ngày chỉ có 5 ghi data thôi, nhưng ngoài ra mình còn được miễn phí truy cập vào IT và cả TikTok nữa, mà giá gia hạn em này hàng tháng chỉ có đúng là 50 cành mà thôi. Em nên tìm một dòng sim nào phù hợp với nhu cầu giải trí của mình, chứ 10GB data trên này kia của em thì dùng sim này phí quá. Ôi, cái dòng sim đấy đúng là cái dòng sim em đang tìm kiếm. Thế bây giờ khách hàng muốn mua thì ấn ở đâu hả chị? Trời ơi, còn ấn đâu nữa, ấn ngay giỏ hàng góc trái màn hình đây.